Xin chào các bạn đến với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm máy sạc cỏ đa năng KZ-430. Sau đây là một số chi tiết sản phẩm của máy. Đây là động cơ của máy, ống nối mềm và dây ga, cần thẳng, tay cầm, tấm đánh cỏ, đầu bò, lưỡi cắt cỏ, bình ba xăng, khóa mở body và lục giác. Các hướng dẫn sử dụng máy sạc cỏ đa năng KZ-430 sử dụng động cơ 2 thủy, công suất 1 HP, dung tích xi lanh 42,6 cc, trọng lượng của máy là 7,6 kg. Máy có rất là nhiều công dụng, dùng để sạc cỏ, cắt cỏ, xới đất, cắt cành, tỉa cành hoặc là bơm nước. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.